Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 207, chứng hôn. Vừa ra khỏi thành, xe ngựa đã chạy về phía tây. Đi được hơn nửa canh giờ, một con sông thấp thoáng bên đàn sơn xuất hiện ở trước mắt Trần Dung. Bên bờ sông có một con thuyền đỗ ở đó, một thiếu niên diện mạo thanh tú cùng hạ nhân đang ngồi chờ ở đầu thuyền, nhìn thấy xe ngựa đến thì hắn đã thi lễ từ xa, tư thái lịch sử tao nhã. Xe ngựa chạy đến bờ sông, vương hoàng thả người nhảy xuống, chàng nắm tay Trần Dung bước lên thuyền, nói đi thôi. Vâng, thuyền lao đi như mũi tên, sau khi tạo nên một chuỗi bọt nước trắng xóa thì rẽ vào sau núi. Phía sau núi, con sông đột nhiên chuyển dòng, nơi này núi cao vườn quanh, trời xanh nước biếc hòa làm một, giống nhau trốn thần tiên. Vừa quay đầu lại đã không còn nhìn thấy gì ở bờ bên kia, dường như nhân gian khói lửa đã biến mất từ chỗ đó. Trần Dung ngẩng đầu, nhìn thanh sơn bốn phía, Nói ta cũng không biết trong thành Kiến Khang còn một chỗ như thế này. Trên thực tế, mặc dù nàng đã từng ở thành Kiến Khang nhưng đại đa số thời điểm đều nơm nớp lo sợ tìm đường sống, làm sao có cơ hội đi du ngoạn. Sau khi nàng kêu lên một tiếng vui mừng, thấy Vương Hoàng không đáp, đảo mắt nhìn về phía chàng. Lúc này, Vương Hoàng mặc quần áo màu trắng, chàng khoanh tay đứng ở trên đầu thuyền, vạt áo phần phật trong gió, thật sự giống như thần tiên rơi xuống cõi phàm. Trần Dung nhìn ngắm người trong lòng, không khỏi có chút ngây ngốc. Đúng lúc này, chỉ nghe Vương Hoàng cất cao giọng, cười vang nói, mấy người các ngươi, không phát ra một chút tiếng động, còn muốn hù dọa ta sao? Khi tiếng cười của chàng vừa vang lên, bên trái sau một ngọn núi nhỏ, một tiếng đàn vang lên, đồng thời tiếng kêu lanh lảnh của dũ trí chuyển đến, Vương Tị Thất Lang, ngay giữa ban mày ban mặt ôm đạo cô Hoàng Vận Tử đang bị truy lùng biến mất trong thành kiến khang. Thế nhân tìm kiếm đều không thấy hắn kêu gọi đến đây, một giọng lanh lành tiếp lời, sau mấy ngày, ban ngày có người du ngoạn trên hồ, bỗng dưng gặp hắn và một phụ nhân, không biết đây là thần hay là quỷ. Hai người nhất sướng hợp lại, từ chân ý thiết, còn có chút động lòng người. Trần Dung không khỏi á khẩu không cười nổi. Vương Hoàng cũng bật cười ra tiếng, chàng bắt trước giọng điệu hai người mà lanh lành nói, Vương thất là người nào. Được thế nhân so sánh với thần tiên trên trời, giờ phút này là lúc nào chính là đầu giờ ngọ như thế tất nhiên không thể nghi ngờ là người rồi lời của chàng vừa dứt một loạt tiếng cười to truyền đến trong tiếng cười lớn hơn 10 chiếc thuyền con ùa ra tạo nên sóng nước cuồn cuộn xuất hiện ở trước mắt trần dung cũng là 14 sĩ phu nga quan bác mang mà những người này trần dung đều đã gặp qua bọn họ đều là hảo hữu của vương hoàng hai chữ hảo hữu này cũng không phải là nói lung tung nhóm sĩ phu đa phần là những người chú trọng về mặt tinh thần. Trong cảm nhận của bọn họ, hào hữu không nói tới chí hướng như nhất, vinh nhục như cộng, nhưng chắc chắn là miệng kín như bưng. Trần Dung đắc tội với phụ nhân của Tư Mã Hoàng Thất, phụ nhân đã chết trong mắt mọi người lại đột nhiên xuất hiện ở đây mà 14 người đều không hề cảm thấy kỳ quái. Trong tiếng cười lanh lành, mọi ánh mắt đều dồn về phía Trần Dung. Bọn họ hướng tới nàng tinh tế đánh giá một lát, trong đó một trung niên mặt trắng dâu dài thở dài một tiếng nói thất lang đã thoát khỏi khổ ải chính là ta vẫn còn đang chờ đợi vẫn cô tịch ở trốn nhân gian hoàn cửu lang gầy yếu cười lạnh trả lời như hắn đâu có gọi là thoát ly khổ ải chứ thằng nhãi thất lang này tính toán rất kỹ quyết định làm ẩn sĩ vừa tránh khỏi trở nên nổi bật thứ hai có thể dựa vào danh tiếng ẩn sĩ để tự giác vàng cho bản thân thứ ba thằng nhãi này vẫn còn chưa trưởng thành ngay cả ban quan tước thì hắn cũng không đảm đương nổi địa vị cao, không bằng cùng kiều thê vui vẻ mấy năm, chờ thời cơ đến, người trong thiên hạ tới mời thì sẽ xuất sĩ. Cái này gọi là treo giá. Ở thời đại này, làm ẩn sĩ thật đúng là hành vi tự giác vàng cho bản thân. Mọi người đều tin tưởng ẩn sĩ là những người cao thượng, mà những người không chịu quy ẩn, tất là tục khách nóng vội vì danh lợi. Huống chi người như Vương Hoàng, hai lần đánh bại mộ dung khác, trong cảm nhận của người trong thiên hạ chàng đã có mỹ danh của một danh tướng, nói đến nói đi, chàng lại được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế của vương thị, người như vậy, về đạo tế thế cứu dân cũng cực kỳ tinh thông. Chàng ở ẩn, tin tưởng một ngày kia khi được mời rời núi, tất sẽ khiến mọi nơi chấn động, thế nhân quy tâm. Lời này của Hoàn Cửu lang nói ra khá thẳng thừng, Vương Hoàng không khỏi cười khổ. Dũ trí ở một bên kêu lên, Cửu lang cần gì nói thẳng ra như thế. Người nói như vậy, vương thất hắn sao còn có thể bảo trì phong phạm thần tiên trong mắt người đời chứ? Dứt lời, dũ trí cất tiếng cười quái dị. Hắn cười như vậy, mọi người cũng đi theo cười ha hà, lan chi bạch diện phong lưu kêu lên, phong phạm thần tiên ư. Thế nhân đều biết vương thất lang chính là người cuồng giải vì tình hiếm thấy từ trước tới nay, còn là thần tiên gì nữa chứ? Hắn đã sớm hạ phàm rồi. Tiếng cười càng vang vọng. Những người này vừa tới đã giễu cợt vương hoàng, ngoại trừ cười khổ thì Vương Hoàng cũng không biết phải làm gì. Chờ tiếng cười của mọi người ngừng lại, một đạo sĩ trung niên ho khan một tiếng, nói giờ lành đã đến. Giờ lành đã đến, bốn chữ vừa thốt ra, tiếng diễu cợt ồn ào lập tức an tĩnh lại. Trong lúc Trần Dung mở to mắt nhìn, bọn họ lui về phía sau, trong nháy mắt, có người ôm cầm, có người lấy tiêu. Tiếng nhạc thản nhiên vang lên, Vương Hoàng cũng lui ra phía sau chàng lui đến bên cạnh Trần Dung, nắm tay nàng, chậm rãi, quỳ xuống phía mặt trời mọc nơi phương đông. Trần Dung mơ hồ quỳ xuống theo chàng. Giờ phút này, nàng mặc y phục màu đỏ, chàng mặc quần áo màu trắng, hai người quỳ gối nơi đầu thuyền, y bào bị gió thổi bay phất phới. Trần Dung đang nghi hoặc nhìn Vương Hoàng. Vẻ mặt Vương Hoàng nghiêm túc hiếm có, chàng nhìn phương đông chăm chú, cất cao giọng, giọng nói thanh nguyện truyền ra xa ta, làng gia vương hoàng nguyện cùng phụ nhân bên cạnh ta trần thị a dung kết hôn làm phu thê xin ông trời làm chứng tổ tông làm chứng chư quân làm chứng lời vừa dứt chàng cung kính dập đầu lại ba cái trần dung ngơ ngác giật mình cũng làm theo chàng trong số các danh sĩ lan chi bạch diện phong lưu trèo thuyền con trong đám người kia mà ra hắn đi đến trước mặt hai người nhìn hai người chăm chú lấy một chén rượu từ tay của hạ nhân chậm rãi rót rượu vào giữa mặt sông giọng nói hùng hậu của lan chi truyền đến phụ nhân này mặc dù chưa phải thê tử lại sẵn sàng dùng tánh mạng bảo vệ vương lang khiến ông trời cũng phải cảm động đặt chén xuống hắn lại dơ chén rượu thứ hai lên thận trọng kính dâng về phía phương đông sau đó ném lên trời cao sau khi khiến rượu rơi xuống như mưa giọng nói của lan chi lại truyền đến loạn thế như vậy nhân tình mỏng manh gặp được giai phụ vương lang rất vui mừng nguyện hướng thiên địa quỷ thần đồng ý đời này kiếp này vương lang sẽ yêu thương coi trọng không bỏ không rời dứt khoát không oán nghe đến đó trần dung đã rơi lệ đầy mặt nàng dùng tay áo bịt chặt miệng lan chi nâng chén rượu thứ ba hướng tới các vị danh sĩ hai tay hắn nâng chén rượu cao giọng nói với nhóm danh sĩ cũng giơ chén rượu lên vương lang có lời đã nhìn thấu mỹ nhân trong lòng lạnh lùng đi khắp thiên hạ đã quyện phong trần trong khi các danh sĩ mở to mắt, giọng nói lanh lành của hắn chấn động trời đất, có được phụ nhân này thì tâm đã mãn nguyện. Lúc này là ngày đẹp, nguyện thế với chư quân, cuộc đời này, thân vô nhị phụ không có phụ nhân thứ hai. Thân vô nhị phụ? Hắn lại còn nói thân vô nhị phụ? Chắc chắn là thân vô nhị phụ. Lúc này, không chỉ là Trần Dung, ngay cả đám danh sĩ cũng có mấy người mở to hai mắt, có tiếng hít vào thở ra. Khi bọn họ kinh hãi, lan chi đã nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ngay lúc đó vài người biết nội tình cũng đi theo nâng chén uống cạn trong lúc ngẩn ngơ nhóm danh sĩ còn lại cũng mờ mịt giơ chén rượu lên nhất nhất uống cạn lan chi ha hả cười tay phải hắn giơ lên chén rượu bị ném mạnh vào lòng sông ném chén rượu là đại biểu lời thề đã thành trong trời đất tiếng cười to của lan chi vẫn còn quanh quẩn mà mấy người trần dung cũng đã phục hồi tinh thần Trần Dung dùng ống tay áo che miệng, rơi lệ đầy mặt, không dám tin nhìn Vương Hoàng. Hai mắt đẫm lệ, đàn lang của nàng đang mỉm cười với nàng, miệng chàng khẽ cong, trong mắt lóe ra tia sáng dường như mang theo một chút đắc ý. Trần Dung không dám tin nhìn chàng, một hồi lâu mới nức nở nói thân vô nhị phụ. Lang quân hứa với ta là thân vô nhị phụ. Thất lang của nàng rõ ràng đã hứa để nàng làm chính thê, đây đã là điều không hề dễ dàng vậy mà chàng đồng ý với nàng tuyệt đối sẽ không nạp thiếp. Chàng nói, chàng và nàng cả đời không bỏ không rời, tương lai chàng sẽ không hối không oán, chàng nói ngoại trừ nàng, không bao giờ muốn một phụ nhân thứ hai nữa. Điều này sao có thể? Trong lúc Trần Dung rơi lệ như mưa, Hoàn Cửu Lang nhảy tới thuyền con của Lan Chi, hắn nhìn hai người Vương Hoàng và Trần Dung chớp mắt đưa tình, thở dài, thất lang người này, ta biết hắn rất ngoan quyết. Cũng thật không ngờ, hắn đối với hôn sự của bản thân lại ngoan quyết không bỏ không rời, không oán dứt khoát như thế, lời nói thân vô nhị phụ như vậy mà hắn cũng dám nói ra. Lại một người nhảy lên thuyền con của Lan Chi, thở dài, đúng vậy, trong thiên hạ, thật đúng là không có chuyện mà Vương Thất lang không dám nói không dám làm. Hôm nay, khó khống chế nhất chính là con tim của mình. Tình yêu nam nữ, rõ ràng là chuyện dễ dàng thay đổi nhất trên thế gian, nhưng Vương Thất lang lại đưa ra lời thề như thế. Chẳng lẽ, chàng thật sự không sợ có một ngày bản thân sẽ hối hận sẽ oán thán sao? Ngay cả về sau nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc, chàng cũng coi như là đống xương trắng sao? Chật chật, lời thề như vậy quả nhiên làm người ta kinh hãi, làm người ta khó có thể tin. Dũ trí cũng nhảy lên chiếc thuyền con, hắn cười nói, vương thất lang đúng không hề để lại đường lui cho mình. Hắn nghiêng đầu đánh giá Trần Dung, nhỏ giọng nói thầm, ta đã đồng hành với phụ nhân này một đoạn đường, so với các phụ nhân khác rõ ràng cũng chỉ mạnh mẽ hơn một chút, sao có thể khiến Thất Lang không quan tâm đến ai khác như vậy chứ? Nhưng mà bọn họ hiểu cũng được, không hiểu cũng thế, lúc này bọn họ tiến đến đều đã đáp ứng ước hẹn của chàng, làm chứng cho hôn sự của chàng. Bởi vậy sau khi nghị luận thì đồng thời buông lòng tâm tư, tiếng nhạc lại vang lên. Tiếng nhạc vang vọng đầy trời, Trần Dung nghẹn ngào không ngừng, rơi lệ đầy mặt đã được vương hoàng ôm vào lòng. Chàng ôm nàng ngồi trên đầu thuyền, khẽ hỏi, A Dung có từng nằm mơ gả cho ta không? Trần Dung nghẹn ngào không thành tiếng, đầu tiên là lắc đầu, đảo mắt, nàng nhớ tới một giấc mộng khác. Trong giấc mộng đó, nàng được Vương Hoàng cưới hỏi đàng hoàng, được thế nhân ca ngợi và thân nhân chúc phúc, khi đó nàng cũng rơi lệ đầy mặt ở trong mộng. Khi đó sở dĩ nàng thương tâm như thế là bởi vì nàng đang ở trong mộng, nàng cũng biết đó chỉ là giấc mộng thôi, một giấc mộng vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành hiện thực nhưng hiện tại, giấc mộng kia đã thành sự thật. Không, so với sự thật còn tốt đẹp hơn. Cưới hỏi đàng hoàng thì tính là gì? Trong mắt nhóm danh sĩ phong lưu không kiềm chế được, nàng hiện tại chính là được chàng cưới hỏi đàng hoàng. Chẳng những vậy, chàng còn thề với trời cao, với mọi người rằng đời này kiếp này, chàng chỉ cần nàng mà thôi. Chàng chỉ cần một mình nàng. chương 208 kết cục. Trong ánh mắt ôn nhu của Vương Hoàng, Trần Dung lại gật đầu, khẽ nói có từng nằm mơ trong mơ nàng có vui mừng không trần dung rơi lệ nức nở nói vui mừng sao có thể không vui chứ vương hoàng thoải mái cất tiếng cười to chàng cúi đầu cò cọ lên tóc trần dung vẻ đắc ý trên mặt không thể che giấu dũ trí chừng mắt nhìn hai người chập chập liên thanh thở dài xem đi xem đi vì thấy phụ nhân này vui vẻ mà cũng không biết bản thân đang ở nơi nào theo ta thấy tiểu tử này cố ý nói cái gì thân vô nhị phụ vì thời khắc vui thích này mà thôi hắn lắc đầu cảm khái, năm đó Chu U Vương vì nụ cười của mỹ nhân mà không tiếc gió lửa diễn chưa hầu, hiện nay Vương Thất Lang vì một giọt lệ của mỹ nhân, ngay cả thân vô nhị phụ cũng thốt ra. Đều là người hoang đường mà. Hoàn Cửu Lang cũng đi theo liên tục lắc đầu, vẻ mặt hắn có vẻ nghiêm túc, khó trách thế nhân đều nói, một thiếu niên mê muội vì nữ sắc đều sẽ làm việc hoang đường, hôm nay mới biết, cổ nhân nói có bao giờ sai. Lời này vừa vang lên, Lan Chi cười ha hả, vui vẻ nói, nghe khẩu khí của cửu lang, người không còn là thiếu niên nữa sao? Hoàn cửu lang ngẩn ra, đảo mắt cũng theo hắn cười ha hả. Tịch dương nhạt dần, tiếng đàn cũng nhỏ đi. Nhảy xuống thuyền con, Trần Dung và Vương Hoàng ngồi trên xe ngựa, rời khỏi trời xanh nước biếc này. Trần Dung nằm trong lòng Vương Hoàng, không biết vì sao, nước mắt nàng vẫn rơi đều. Kinh hỉ mà nằm mơ cũng không thể có này hoàn toàn khiến nàng cảm động, khiến nàng ngây người giờ khác này trần dung cảm thấy ông trời đã quá yêu thương mình rõ ràng là trộm lại được sinh mệnh vậy mà còn để nàng gặp gỡ một người yêu nàng đến thế mà quan trọng hơn là người này cũng là người mà nàng yêu đến tận xương tùy trong cuộc sống còn có hạnh phúc nào lớn hơn thế này nữa vương hoàng ôm nàng cúi đầu mỉm cười tràn ngập đắc ý còn có thỏa mãn sau khi xe ngựa đi qua quan đảo từng đợt tiếng ồn ào bắt đầu lọt vào tai bắt đầu Trần Dung còn vô tâm chú ý, sau đó, nàng vô ý xem xét, không khỏi ngạc nhiên hỏi đây là đi đâu. Phương hướng này, rõ ràng không phải đi đến Kiến Khang. Vương Hoàng khẽ cười nói, đoàn xe chờ ở phía trước. Ta sẽ quy ẩn. Trần Dung biết, hóa ra lúc này sẽ rời khỏi thành Kiến Khang. Nàng quay đầu lại, nhìn phương hướng của thành Kiến Khang, thì thào nói, Hoàng thất nơi đó. Vương Hoàng rũ mắt, thản nhiên nói, gia tộc Thái Hậu ra tay làm không ít chuyện ác, ngay cả bản thân bà ta cũng có hành vi không đúng. Ta dùng tin tức này để đổi lại sự an bình cho nàng. Chàng mỉm cười nhìn Trần Dung, hiện tại A Dung có bị bắt vào Hoàng Cung, cũng sẽ có người lặng lẽ cứu nàng về bên cạnh ta. Trách không được, dựa theo lời của chàng, khi ra khỏi thành, hộ vệ canh giữ ở cửa thành là do người khác bài trí sao. Đúng rồi, giao dịch này đã được quyết định ngầm trong nội bộ, các quý tộc không biết, cho nên sự truy lùng chỉ diễn ra cho có lệ mà thôi. Trần Dung cả kinh, vội la lên, chàng như vậy, có thể đắc tội với các nàng hay không? Tất nhiên là sẽ đắc tội. Nhìn vẻ mặt bất an của Trần Dung, Vương Hoàng khẽ cười, chàng vuốt ve khoảng giữa hai hàng lông mày nàng, cười nói, hài tử ngốc, đắc tội thì thế nào? Đó là đối tư mã thị mà nói, ta kết thành oán cừu với gia tộc của Thái hậu cũng là chuyện tốt. Không biết vì sao hiện tại chàng không muốn nhìn thấy bộ dạng sầu lo như vậy của nàng, lập tức giải thích A Dung yên tâm, ta sẽ không làm việc ngu xuẩn đâu. Vì xóa bỏ địa hạ ám quán, ta tung ra lệnh tập kết của trường tử Vương Thị chỉ có thể sử dụng một lần trong đời kia, cũng là đạo lý tự bảo vệ mình thôi. Những năm gần đây ta trường quản vũ lực cùng thế lực ngầm của gia tộc, thực làm cho người ta kiêm kỵ, hiện tại ta dùng lệnh bài này, đủ để cho thấy ta thật sự nản lòng thoái chí, toàn tâm toàn ý thẩm mỹ quy ẩn ngay cả kiến khang vương bị đột tử kia cũng là do chàng giết chết. Chàng sắp thoái ẩn, sao dễ dàng để cho người vũ nhục phụ nhân của chàng có thể tiêu giao hậu thế như vậy? Buồn cười là, tuy rằng thế nhân đều mượn việc này công kích chàng, cũng thật sự tin tưởng là do người của chàng ra tay, nhưng không được mấy ai. Dù sao, những năm gần đây kiến khang vương đã đắc tội với rất nhiều người. Vương Hoàng nâng mặt Trần Dung, hôn lên chán nàng, nhẹ nhàng nói, nàng đừng để ý lời vừa rồi của Hoàn Cửu Lang, ta không có dã tâm lớn như vậy. Ta làm việc đều tùy tâm sở dục, thời cơ đến phải xuất sĩ, ta cũng không để ý mà xuất sĩ. Nhưng mà, nếu cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể làm ẩn sĩ, ta cũng thấy rất khoái hoạt. Chàng nhìn nàng, nghiêm túc nói ta mới chỉ 19 tuổi, nhưng đã trải qua nhiều phong ba, tâm đã sớm mệt mỏi. Có thể cùng khanh khanh du sơn ngoạn thủy, đó là điều hạnh phúc trong đời. Chàng có thể giải thích như thế với Trần Dung, Trần Dung đã rất thỏa mãn rồi, nàng gật đầu, vui mừng nhìn chàng, trong mắt lấp lánh ánh lệ. Vương Hoàng nhìn mà buồn cười, đang muốn nói gì đó, lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng khóc quen thuộc của một nữ tử, "Xin ngài thứ lỗi, tiểu phụ nhân chính là nghe nói các ngươi tiến đến thành Nam Dương, muốn thuận đường cùng đi, tìm kiếm phu quân thạch mẫn của ta. Còn thỉnh ngài kết thiện duyên." Tiếng khóc nàng ta khẽ khàng, nghe thấy thật sự làm cho người ta thương tiếc. Trần Dung vội quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy một một phụ nhân, hai tay bám chặt càng xe ngựa, không để cho người ngồi trong xe ngựa đẩy nàng ta ra. Phụ nhân này gương mặt sạch sẽ, khóc lóc đáng thương như hoa lê dưới mưa, có điều quần áo đã lấm đầy bụi đất, còn có mấy chỗ rách nát, thoạt nhìn vô cùng nghèo túng. Nàng ta rõ ràng là Trần Vi. Ngồi ở trong xe ngựa là một thương nhân trung niên mập mạp, còn có một phụ nhân cùng với hai hài tử. Trần Vi khóc lóc tội nghiệp, thương nhân mập mạp kia không chấp mắt một cái, hắn cau mày phiền chán quát, ta quản ngươi tìm kiếm ai chứ, lăn xuống đi, lão phu cảm thấy rất phiền. Hắn kéo mạnh tay Trần Vi, muốn đẩy nàng ta ra khỏi xe ngựa, nhưng kéo hai ba cái vẫn không được. Lập tức nhấc chân lên, đá mạnh vào Trần Vi một cái, nàng ta lăn hai vòng, rồi ngã vào bãi cỏ ở bên cạnh quan đảo. Trần Vi thật vất vả bò lên, rồi lên tiếng khóc lớn. Nàng ta vừa rơi lệ, vừa cẩn thận chà lau bùn đất dính trên mặt. Thấy nàng ta lúc này còn bảo vệ dung nhan, phụ nhân kia thương cảm thở dài, nói không chừng là người có xuất thân trong sạch, phu chủ, không bằng. Phụ nhân còn chưa nói xong, thương nhân kia đã bật cười nói, cái gì mà người trong sạch. Hơn 10 ngày nay mỗi ngày nàng ta đều đứng ở chỗ này, nhìn thấy đoàn xe đi về phương Bắc đều tiến đến. Lúc thì nói là đi Mạc Dương, lúc thì nói là đi Nam Dương, có khi còn nói tới Lạc Dương bây giờ còn dám nói Thạch Mẫn là phu chủ của nàng ta. Phi, phụ nhân ngày đêm đứng ở nơi hoang dã này khẳng định là đồ đĩ thoá. Thạch Mẫn kia tuy là gia nông người hồ, nhưng cũng là hắn tử thiết huyết, làm sao y có thể có nữ nhân thế này. Và lại, xuất thân của Thạch Mẫn không huy hoàng nhưng mọi hành vi của y vẫn khiến cho người ta kính phục, sẽ không để cho kẻ đĩ thoá này hủy hoại thanh danh đâu. Phụ nhân kia nghe vậy, gật đầu, thu hồi ánh mắt thương hại nhìn đoàn xe rời đi, Trần Dung lại nhìn về phía Trần Vi khóc lóc, ngơ ngác nói, sao nàng ta lại đến mức này? Nàng nhìn Vương Hoàng, hỏi với giọng có chút mất mát, cũng có chút tang thương, phụ huynh, gia tộc nàng ta còn ở đây, vì sao lại rơi vào tình cảnh này? Giọng nói thản nhiên của Vương Hoàng bay tới, nàng ta từng mượn danh nghĩa của ta để hại nàng. Chỉ nói một câu, Trần Dung đã hiểu rõ, chính là Vương Hoàng đã ra tay. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, nhìn thấy vẻ mặt Trần Dung kinh ngạc cùng mất mát, vương hoàng lắc đầu, thở dài, khanh khanh có lòng dạ đàn bà. Chàng liếc về phía Trần Vi, phụ nhân này có thể nhẫn nhịn, có thể tàn nhẫn, có thể giả bộ, thật sự không thể coi thường. Nếu nàng không đành lòng, có thể cấp nàng một cái thống khoái. Trần Dung ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Vương Hoàng cũng không để ý, chỉ cười cười. Chàng nghiêng đầu đánh giá Trần Vi, đột nhiên nói, nghe nói lúc nàng chuẩn bị gả cho nhiễm mẫn, chính là đúng lúc thấy y thu nạp phụ nhân này, vì vậy nàng vứt bỏ tâm tư kia. Trần Dung làm sao nghĩ rằng chàng sẽ đột nhiên hỏi về chuyện này. Lập tức nàng gật đầu, nói, đúng vậy. Vương Hoàng cảm thấy buồn cười, chàng chậm rãi nói, nếu Nhiễm Mẫn biết rõ tính tình của phụ nhân này, tất nhiên sẽ hối hận không thôi. Trần Dung gật đầu, nàng cũng là đầy bụng nghi hoặc, nhẹ giọng nói, ta vẫn nghĩ rằng nàng ta yêu thầm Nhiễm Tướng quân, nhưng hiện tại, ta thật sự không hiểu nàng ta có cái gì mà không hiểu, nữ lam ngưỡng mộ anh hùng, ở độ tuổi ngây thơ, tự cho là có thể cùng sống cùng chết. Nhưng người có cảm giác ngưỡng mộ này sẽ có lúc tỉnh lại. Ngừng một chút, chàng cười lạnh nói, huống chi, phụ nhân này vốn không phải là người thuần lương. Sau khi nàng ta tỉnh mộng, chỉ biết trục lợi, vì đạt được mục đích cũng có thể giết chết trượng phu mình từng ngưỡng mộ. Không phải A Dung nghĩ rằng phụ nhân trong thiên hạ này đều si ngốc giống như nàng đấy chứ. Trần Dung không có tâm tư để ý tới lời chiêu thức của chàng, nàng chỉ kinh ngạc nhìn Trần Vi, thầm nghĩ là như vậy sao? Kiếp trước, hóa ra ta đã thua dưới tay một Trần Vi như vậy sao? Cho dù chuyện kiếp trước giống như trong giấc mộng, nhưng hiện tại nghĩ đến nàng vẫn cảm thấy hốt hoảng. Trần Dung không biết rằng, kiếp trước, sau khi nàng chết một năm, nhiễm mẫn ra ngoài chinh chiến bị rơi vào vòng vây, mất tích trong năm tháng, tất cả mọi người nghĩ rằng y đã chết trận khi đó Trần Vi đã là thê tử của nhiễm mẫn, khi nghe thấy tin y chết thì lấy thủ đoạn cực kỳ ngoan độc giết chết thiếp thất của nhiễm mẫn, đặc biệt là lô mỹ nhân kia thì bị nàng ta tra tấn 7 ngày 7 đêm rồi ném cho chó ăn. Tháng thứ ba, khi Trần Vi tự cho là đã hoàn toàn nắm giữ nội bộ thì bắt đầu luyến gian tình nóng với một hộ vệ. Nhiễm mẫn vượt qua nguy hiểm trở về, phong trần mệt mỏi, sau khi biết được mọi chuyện thì lập tức chém chết Trần Vi. Sau đó không lâu, y lại cưới một môn thê. Chính như Vương Hoàng nói, phụ nhân si mốc như Trần Dung thật sự rất hiếm trên thế gian. tiếp trước kia, người thật sự yêu thương nhiễm mẫn cũng chỉ có một mình Trần Dung mà thôi. Những người còn lại đều vì đủ loại mục đích mà tiếp cận y. Thế gian phù hoa, nào có nhiều tình yêu thật sự, nhiều người thật tình rất khoát như thế. Trải qua một tháng lặn lội đường xa, Trần Dung và Vương Hoàng đã đi tới nơi sẽ quy ẩn Nam Sơn. Khi bọn họ đến, hào hữu của Vương Hoàng đã dọn xong yến hội chậm rãi tiến đến nghênh đón. Vừa vào phủ, Trần Dung đã bị đám người đứng nghênh đón mà dọa cho kinh sợ. Nàng nhìn bọn họ, khẽ nói, là mấy người đại huynh. Đứng ở trong đám người, dưng dưng tươi cười với nàng, không phải là nhóm thân nhân của nàng thì là ai. Trần Dung quay đầu, nhìn Vương Hoàng đứng bên cạnh, cong khóe miệng nhẹ nhàng nói, thất lang, đa tạ. Vương Hoàng cười nhẹ, ôn nhu nói, khanh khanh cần gì nói lời này. Nàng theo ta quy ẩn, tất nhiên phải xử lý tốt mọi chuyện, đến trò chuyện với bọn họ đi." "Vâng." Trần Dung lên tiếng, vui vẻ chạy qua. Đám người Trần gia đại huynh cũng vội vàng đi lên đón. Sau khi gặp qua Trần Dung, Trần gia đại huynh xoay người, hướng tới Vương Hoàng vái chào thật sâu. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Dung, lau nước mắt nói, "A à Dung, mấy ngày trước ta đã tự tay giết chết độc phủ kia." Một bên Bình Âu tiếp lời nói, "May có thất lang độc phụ kia bị thất lang bắt giữ. Nữ lang có biết độc phụ kia nói gì không? À mắng trời đại huynh của người nói cái gì à vốn đã thân mật với một tộc huynh trước khi đại huynh người còn chưa đến. Nếu không phải do tộc huynh kia đột nhiên không gửi thư từ, à cũng sẽ không gả cho đại huynh của người. À còn nói sớm biết như thế, à nghe theo tộc huynh kia dùng thạch tín độc chết huynh trưởng người. Đúng rồi, hồi trước khi ở thành kiến khang, thất lang đã mời nguyên đại phu tới khám bệnh cho đại huynh. Nguyên đại phu nói đại huynh của người không có bệnh tật gì, tĩnh dưỡng cho tốt thì sống thêm mấy chục năm cũng không có vấn đề. Còn nữa, trong lúc bình ẩu thao thao bất tuyệt, gương mặt trần dung đỏ bừng, cắn răng quát khẽ ngắt lời bà, tộc huynh à tên gọi là gì. Kiếp trước, trong vòng mấy ngày nữa sẽ truyền đến tin tức đại huynh của nàng lìa đời. Hóa ra, không phải đại huynh nàng nhiễm bệnh chết, mà là bị người ta độc chết, dù thế nào nàng cũng phải báo thù. Đám người bình ẩu nhìn thấy Trần Dung phẫn nộ, Đầu tiên là ngẩn ra, đảo mắt lại nở nụ cười. Bình ẩu lanh mồm lanh miệng, vội vàng kêu lên, nữ lang không cần tức giận, việc này Thất lang đã sớm biết được. Gian phu cùng hai huynh đệ của độc phủ kia đã bị Thất lang giết rồi. Người không biết đâu, khi độc phủ kia nhìn thấy ba cái đầu người thì đã hóa điên ngay tại chỗ. Tuy rằng bình ẩu cười, nhưng khi nói đến ba cái đầu người thì trên mặt vẫn lộ ra sắc mặt không đành lòng. Trần Dung lại vui mừng nàng si ngốc nhìn bóng dáng thất lang trò chuyện với một kẻ sĩ, khẽ nói chàng làm việc đều không lộ ra chút sơ hở nào. Trong giọng nói tràn ngập đắc ý cùng ái mộ. Đúng lúc này, Vương Hoàng đang cười nói cũng cũng quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời tươi cười, nụ cười này tựa như tất cả hoa trong đình viện đồng thời nở rộ khi xuân sang. Giờ khắc này, nhiễm mẫn ở thành Lạc Dương đang lui ra khỏi giường bệnh của Thạch Hồ. Y vừa bước ra, bọn tử tôn của Thạch Hồ đã vây quanh, hiến ân cần với bộ hạ có thực quyền, uy vọng, được sĩ tốt kính yêu này. Sau khi hàn huyên với bọn họ vài câu, nhiễm mẫn nhanh chóng rời đi. Y bước đến trước hỏa long mã, vừa muốn xoay người lên ngựa, lại không biết nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nam. Phương hướng kia, một phụ nhân với khuôn mặt diễm lệ như ẩn như hiện, nhiễm mẫn đã cảm giác không thể thở nổi. Cắn răng, y xoay người lên ngựa, trong tiếng vó ngựa rồn rập, y oán hận thầm nghĩ, hồ nô chưa diệt, chí lớn chưa thành, đường đường là đại trượng phu, sao lại có thái độ của nữ nhi như thế? Nhiễm mẫn, đại trưởng phu nhấc lên được thì buông xuống được, phụ nhân vô tình kia, người không thể ra tay giết nàng thì quên nàng đi, từ giờ trở đi, người không thể nghĩ về nàng nữa. Nghĩ đến đây, hai chân y kẹp chặt, lớn tiếng quát, giá vó ngựa tung bay, chờ y chạy về phía thái dương sắp lặn. Lúc này đúng là lúc mặt trời lặn về phía tây, ánh đỏ chiếu rọi đầy trời, phủ lên một thân người ngựa trong phút chốc, nhiễm mẫn ngồi trên lưng ngựa uy nghi thiên thành, trên đỉnh đầu có một vòng kim quang, phảng phất giống như đế vương. Phiên ngoại, giấc mộng của nhiễm mẫn một Thành kiến khang đã nằm trong tầm nhìn. Ngồi ở trong xe ngựa, gương mặt của nhiễm mẫn lạnh lùng, còn có vẻ không kiên nhẫn. Mùi y mím rất chặt, mày lại nhăn tít, ở một góc, trần vi nao núng nhìn y, vẻ mặt cẩn thận mà lấy lòng. Nhiễm mẫn không chút để ý liếc nhìn nàng ta một cái rồi thu hồi ánh mắt y ngàn giảm xa xôi đi đến thành kiến khang chính là muốn hỏi Trần Thị A Dung một câu, rõ ràng y đã đồng ý cưới nàng làm thê, vì sao nàng lại bội bạc, ngủ cùng với vương thất lang kia. Ngày ấy nhìn thấy nàng mặc y phục trắng nhuốm máu, nghe thấy câu nói vô tình lại không biết cảm thấy thẹn kia, nhiễm mẫn vốn nghĩ rằng một nữ nhân ti tiện như vậy, đâu đáng để y để ý tới. Quên nàng đi, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cũng không biết vì sao, khoảng thời gian này nhiễm mẫn luôn có một giấc mộng kỳ quái. Trong giấc mộng, y nhìn thấy Trần Thị A Dung đứng giữa ngọn lửa, hỏa diễm thiêu đốt nàng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Y đứng từ xa nhìn thấy mà quá sợ hãi, y nắm tay một nữ tử không nhìn thấy rõ, khuôn mặt chạy nhanh về phía Trần Dung. Lao tới bên đống lửa, y vừa bảo mọi người dập lửa vừa kêu lên, "Trần Thị A Dung, tội gì nàng phải làm như vậy?" Rõ ràng y phải cảm thấy đau lòng, một nữ nhân làm cho y động tâm như thế, rõ ràng y phải rất để ý nhưng y lại nhớ rõ ràng. Trong giấc mộng khi bản thân nói ra những lời này có chút thương hại nhưng đa phần lại là phiền chán. Chẳng những y không xông lên cứu nàng ra, còn có vẻ không kiên nhẫn. Đây thật sự là chuyện khó có thể tưởng tượng. Sau khi Trần Dung ở trong mộng nghe thấy câu nói của y thì ngửa đầu cuồng tiếu, tiếng cười kia khàn khàn, điên cuồng, nàng mở rộng hai tay, tiếng cười giống như sen lẫn tiếng khóc. Trong mộng, y nhìn thấy Trần Dung như thế thì lập tức cười lạnh, y nhíu mày, vung tay lên, lạnh giọng quát, nếu nàng muốn chết thì thành toàn cho nàng đi. Dứt lời, y vùng ống tay áo, nắm tay nữ nhân không thấy rõ khuôn mặt nhưng hơi thở rất quen thuộc kia rời đi, tùy ý để Trần Thị A Dung bị ngọn lửa cắn nuốt. Trong mộng, y đi rất nhanh, bước chân quyết tuyệt lạnh lùng, đúng là ý chí sắt đá. Nhưng một bản thân y khác lại không muốn rời đi. Y nhìn chằm chằm bóng dáng chìm trong biển lửa, gào thét trong lòng, trở về, trở về nhanh trở về đi, nếu không trở về sẽ không kịp, nàng sẽ bị chết cháy. Tiếng kêu không thể phát ra, dù y gọi khàn cả giọng, dù y dùng hết mọi sức lực cũng không thể kéo y đã đi xa kia về, càng không thể dập tắt ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt. Giấc mộng kia rất chân thật, sau khi y bừng tỉnh lại thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần. Y thở hồn hình không ngừng, luyện kiếm một lúc lâu, cưỡi ngựa phóng nhanh, cũng không thể khiến y bình tĩnh trở lại làm sao có thể có giấc mộng chân thật đến vậy sau đêm đó y lại mơ thấy giấc mộng đó thêm hai lần ở trong mộng y một lần lại một lần chứng kiến một lần lại một lần kêu gọi một lần lại một lần nhìn bản thân mình vô tình rời đi nhiễm mẫn thật không rõ bản thân bình sinh giết người vô số vì sao luôn bị trần thị a dung này cuốn hút không thể bỏ xuống được mà nàng còn đi vào giấc mộng của mình y nghĩ không thể như vậy vẫn phải đến thành kiến khang một chuyến đến kiến khang tìm được phụ nhân kia, hỏi nàng mọi điều trong lòng để hiểu cho thật rõ. Y tin tưởng, một khi y có được đáp án, con rắn độc nấp kín ở trong lòng sẽ biến mất, giấc mộng đau lòng kia sẽ không xuất hiện lần nữa. Cũng thật kỳ quái, sau khi y đưa ra quyết định này thì cả người nhẹ nhõm, ngay cả trên mặt cũng mang theo tươi cười, lòng cảm thấy kiên định, khi đã an bài mọi chuyện xong xuôi, y buông bỏ hết thảy, mang theo thân vệ và trần vi tới thành kiến khang. Trần Vi ngồi ở một góc, nàng ta thấy nhiễm mẫn mím môi, cơ bắp hai má thỉnh thoảng co giật thì khẽ cắn môi, rốt cục cẩn thận hỏi, phu chủ, chàng làm sao vậy? Giọng nói mềm mại vô cùng thân thiết. Nhiễm mẫn đang trầm tư phục hồi tinh thần lại, y liếc mắt nhìn Trần Vi. Nhìn nàng ta chăm chú, ánh mắt y nặng nề, tựa hồ có một ý niệm chợt lóe qua, nhưng khi muốn bắt giữ thì không còn thấy đâu nữa. Trần Vi thấy nhiễm mẫn nhìn mình chăm chú thì cảm thấy có chút bất an, nàng ta thẹn thùng cúi đầu nhẹ nhàng nói tại sao phu chủ lại nhìn thiếp như thế nhiễm mẫn thu hồi ánh mắt y không phải là một người thích miên man suy nghĩ giấc mộng kia cũng bị quảng sang một bên đoàn xe chạy vào thành kiến khang nhiễm mẫn là nghĩa tử của thạch hồ xưng đế trong người hồ ngay cả dòng họ cũng đổi thành họ thạch người như vậy ở thành kiến khang sẽ không được hoan nghênh huống chi y còn có uy vọng rất cao trong nhóm thư dân bởi vậy vừa vào thành nhiễm mẫn đã đội đấu lạc mang theo hộ vệ cùng trần vi vào ở sân viện mà tôn diễn đã chuẩn bị lần này y đến thành kiến khang có mấy mục đích nhưng mục đích quan trọng nhất là y nhất định phải tìm được trần thị a dung hỏi vì sao nàng lại làm như vậy muốn làm thì làm ngay y hỏi tôn diễn chỗ ở của trần thị a dung vừa hỏi mới biết được nữ nhân này đã xuất gia nàng đã trở thành một đạo cô sao nàng lại có thể trở thành một đạo cô chứ đột nhiên, trước mắt nhiễm mẫn hiện lên cảnh tượng ngày ấy khi gặp nhau, nàng mặc y phục màu trắng nhúm máu, tươi cười xinh đẹp, trong đôi mắt luôn yêu mị kia mang theo một loại đau xót cùng mờ mịt khắc cốt ghi tâm. Dường như trong thiên hà to lớn này không có chỗ cho nàng dung thân. Nhiễm mẫn nhíu mày, y nhìn tôn diễn chăm chú, trầm giọng hỏi, vậy vương thất lang đâu? Không phải hắn ta đã đoạt sự trong sạch của nàng rồi sao? Hắn đang làm cái gì? Tôn diễn cười khổ lắc đầu, nói vương hoàng kia vốn đã đồng ý cho muội ấy địa vị quý thiếp nhưng muội ấy lại không chịu cho tới bây giờ người hiểu trần dung nhất chính là tôn diễn cậu thở dài một tiếng rồi tiếp lời lúc trước đệ đã cảnh cáo vương thất lang hắn không thể cho muội ấy thứ muội ấy muốn thì đừng chiêu chọc muội ấy đệ hiểu a dung muội ấy cũng giống đệ tính tình cương liệt một khi để bụng thì sẽ toàn lực ứng phó nếu nam nhân bội tình bạc nghĩa nàng sẽ tự sát nếu nam nhân bội tình bạc nghĩa nàng sẽ tự sát. Nàng sẽ tự sát. Những lời này vừa thốt ra, nhiễm mẫn đã lùi về phía sau một bước. Không đợi y hiểu cho rõ vì sao bản thân lại đau lòng như thế, một bên tôn diễn đã kỳ quái nhìn y, còn nói thêm hiện tại nàng ở Tây Sơn Đạo Quan. Cậu muốn nói lại thôi, một hồi lâu tôn diễn đột nhiên tiếp lời, đừng thương tổn nàng. Mới nói đến nơi đây, tôn diễn thầm nghĩ, A Dung đã hối hôn với tướng quân, hiện tại muội ấy cũng đã xuất ra, tướng quân cũng không cần tổn thương muội ấy làm gì suy nghĩ một hồi cậu cảm thấy an tâm hơn một chút tôn diễn thấy nhiễm mẫn vẫn không đáp lời thì nghiêm túc nhìn nhiễm mẫn khi đối diện với vẻ mặt mê man của y thì cậu nhíu mày tò mò hỏi tướng quân huynh làm sao vậy nhiễm mẫn lắc đầu y khoác thêm ngoại bào rồi nói ta đi đây dứt lời y bước nhanh rời đi tây sơn đạo quan rất nổi tiếng nhiễm mẫn chỉ mất một thời gian ngắn đã tìm được ngay từ xa y nhìn thấy người dáng hình xinh đẹp đứng trong rừng cây, còn có áo bào màu vàng của đạo cô, đột nhiên Nhiễm Mẫn cảm thấy bước chân trở nên nặng nề. Phiên ngoại, giấc mộng của Nhiễm Mẫn 2. Y đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng còn có vẻ buồn ngủ, có chút hoảng sợ bước xuống từ trên tảng đá. Nhìn thấy vẻ mặt nàng như thế, vui sướng cùng khát vọng khi gặp lại hoàn toàn tan biến, y hỏi với giọng lạnh lẽo trầm thấp, "Không dám nhìn ta ư?" phụ nhân khiến y nằm mơ cũng không bình an đột nhiên khẽ mỉm cười, nàng hỏi ngược lại Trần Vi đâu? Tướng quân đến đây sao không mang theo nàng ta? Trần Vi, nhiễm mẫn quả thực cảm thấy không thể nói lý, Trần Thị A Dung này để ý Trần Vi làm cái gì? Chỉ là một thiếp thất mà thôi. Y cố nhịn sự khó hiểu, cũng chịu đựng nhục nhã do Trần Thị A Dung không hề biết xấu hổ này gây ra cất giọng hỏi vì sao nàng lại xuất ra. Chỉ là một câu hỏi tầm thường, nàng lại nở nụ cười nàng cười rất vui vẻ trong ánh mắt mang theo trào phúng lạnh lẽo khi y không thể áp chế nổi lửa giận trong lòng trần dung dùng ống tay áo lau nước mắt nói tích lũy hai kiếp rốt cục đã được thư thái y không để ý tới những lời này của nàng chỉ hỏi nàng cười cái gì khi y hỏi câu này lửa giận đã thiêu đốt trong lồng ngực lại một lần nữa nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo ta hận trần vi nàng nói nàng và trần vi không thể đội trời chung y nạp trần vi làm thiếp, cho nên, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không dính líu gì với y nữa. Cũng giống như lần trước, lúc này, nhiễm mẫn vẫn bị trần dung chọc giận, trong chốc lát, y thật sự muốn tự tay bóp chết nữ nhân không biết sống chết, không biết cảm động này. Cuối cùng, nhìn bóng dáng nàng thản nhiên rời đi, nhiễm mẫn cất tiếng cuồng tiếu. Nữ nhân này khiến cho y từ lạc dương đuổi tới kiến khang, làm cho y đường đường là đại tướng quân mà luôn phải bận lòng, nữ nhân này rõ ràng đã đồng ý hôn ước với y nhưng với vương thất lang kia nàng lại tìm mọi cách che chở bảo vệ hắn trước mặt mình khi nào thì y trở thành kẻ nực cười đến vậy vì một nữ nhân mà mất hết mặt mũi chỉ nhận lấy mọi nhục nhã nhiễm mẫn trở về một mình khi đến đạo quan này y mang theo trần vi trở lại sân viện của tôn diễn nhiễm mẫn luyện múa thương chừng năm canh giờ trong lòng y có vô số lửa giận không thể phát thiết cũng không thể dập tắt tập đi tập lại khiến mồ hôi vã như tắm y đã quên thời gian trôi qua quên trần vi đã trở lại tầm phòng quên trời đã về khuya bắt đầu hưởng sáng đến khi vô cùng mệt mỏi y mới vô lực ngã ngồi ở trên bậc thang chống thương nghỉ ngơi một chút có lẽ do quá mệt mỏi y ngồi xuống không lâu thì lại chìm vào mộng đẹp trong mộng y đang ở trong hôn lễ y mặc bào phục của tân lang có một nữ nhân mặc quần áo tân nương ngồi đối diện, nữ nhân đang liếc mắt đưa tình, bộ dạng động lòng người ngước nhìn y. Nữ nhân này cũng xuất hiện giống như trong giấc mộng trước đó, khuôn mặt mơ hồ, y không thể thấy rõ. Có điều theo từng cử động của nàng ta, y có cảm giác vô cùng quen thuộc. Hai người uống rượu giao bôi xong, nữ nhân kia dựa vào trong lòng y, ôm cổ y, cất giọng mềm mại, thiếp có ngày hôm nay, chết cũng không hối tiếc. Nàng ta dương dương nhìn y, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn hạnh phúc. Nữ nhân cắn môi, cười mà nhòa lệ, còn nói thêm, phu chủ, tuy rằng A Dung có chút ngoan độc nhưng muội ấy vẫn là người đáng thương. Phụ huynh muội ấy không có ở đây, phu chủ lại bỏ muội ấy, muội ấy đâu còn chỗ nào để đi. Nếu không thì chàng để muội ấy làm thiếp ở trong sân viện của ta, như vậy hai tìm muội chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, được không? Giọng nói nàng ta mềm mại, ngữ khí vô cùng săn sóc ôn hòa hiền hậu. Đúng vậy, ôn hòa hiền hậu, y nhớ mang máng, thê tử mới cưới này là một người vô cùng phúc hậu. Ngay cả Trần Thị A Dung kia làm chuyện quá đáng với nàng ta, nàng ta không có một lời ác ý, còn luôn nói thay cho Trần Dung ở trước mặt mình. Hiện tại cũng vậy, ác phụ như thế chết là xứng đáng, nàng ta còn thương hại làm gì. Trong mộng y cao mày, không kiên nhẫn nói, nhắc tới nàng làm cái gì. Ngủ đi, chữ ngủ vừa thốt ra nữ nhân trước mắt nhanh chóng trở nên thẹn thùng động lòng người dù hai gò má ửng hồng nàng ta vẫn đứng lên cởi áo tháo thắt lưng cho y tay nàng ta vừa đặt trên đai lưng của y đột nhiên bên ngoài rèm cửa sổ bằng lụa mỏng có ánh đỏ chiếu giỏi trong tiếng động ầm ĩ một hạ nhân vội vàng hét lớn tướng quân không hay rồi phu nhân không trần thị a dung đã phóng hỏa tự thiêu rồi tự thiêu y chấn động vụt xoay người đi ra ngoài mới vừa đi ra một bước kiều thê y mới cưới vội vàng đuổi theo nắm tay y hai người cùng chạy về phía giấy lên ánh lửa kia y nhìn thấy phụ nhân kia cười điên cuồng trong biển lửa đó là trần dung chính là trần dung kế tiếp cảnh trong mộng vô cùng rõ ràng rõ ràng là cảnh lửa thiêu giống như y đã nằm mơ trước đó đột nhiên nhiễm mẫn bừng tỉnh lại trong giấc mộng chân thật đó mở to hai mắt y phát hiện bản thân đã đổ mồ hôi lạnh khắp cả người liền dùng ống tay áo lao qua. Lúc này, trời đã rạng sáng, từ nơi xa xôi truyền đến tiếng gà gáy vang vang. Vừa lau hai lượt, động tác của nhiễm mẫn trở nên cứng đờ. Rõ ràng chỉ là một giấc mộng, nhưng mọi chuyện xảy ra trong đó cho tới bây giờ vẫn rất rành mạch. Y đứng lên, ngốc nghịch đứng đó, nhiễm mẫn vẫn không nhúc nhích. Trần Thị A Dung kia bị mình bỏ sao, mình đã từng cưới nàng, lại không chút lưu tình mà bỏ rơi nàng sao. Không để ý nàng không có phụ huynh để dựa vào, không để ý nàng đã cùng đường ư. Nàng đứng trong biển lửa, chảy lệ si mốc nhìn mình, rõ ràng là vẻ thâm tình mà y mong nhớ ngày đêm đều khát vọng có được mà. Còn có thê tử y mới cưới kia, trong mộng mình lại bị lời của nàng ta khiến cho cảm động. Thật sự là buồn cười, trên thiên hạ này có phụ nhân nào đã làm thê tử của người ta mà nguyện ý trở thành thiếp thất chứ? Hơn nữa, còn phải sớm chiều ở chung tranh đấu với người có địa vị thê tử thê tử mới cưới kia nói ra lời này rõ ràng muốn giữ Trần Thị A Dung ở bên cạnh để nhục nhã cha tấn nàng. Mà bản thân không hề nhận ra, còn tưởng rằng nàng ta là người phúc hậu sao? Sao bản thân có thể ngu xuân tới mức đó chứ? Không, mọi chuyện đều không phải là sự thật. Làm sao y có thể cưới Trần Dung mà không hề quý trọng nàng? Nữ nhân này, một khi đã yêu thương ai tất nhiên sẽ dốc hết tâm tư, trong thế gian này, y có thể gặp được một nữ nhân như vậy, làm sao có thể không quý trọng nàng chứ đây đúng là một giấc mộng kỳ quái nhiễm mẫn lắc đầu im lặng cất bước đi ra ngoài bước đi không mục đích sau một lúc lâu bầu trời dần dần trở nên sáng ngời lúc này tiếng gõ mõ niệm kinh kinh động đến y quay đầu lại nhìn thấy một cái đầu bóng loáng nhiễm mẫn nhíu mày y đã sớm nghe nói qua gần mười mấy năm nay có một vị tăng nhân từ thiên trúc đến tuyên truyền phật mà bọn họ tôn thờ còn giảng giải nhiều điều, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã giành được sự chú ý của không ít người. Khi nhiễm mẫn nhìn lại, người kia cũng phát hiện ra y. Hòa thượng thốt ra một tiếng, A-di-đà Phật, rồi hỏi, thí chủ có tâm sự sao? Nhiễm mẫn liếc nhìn hòa thượng một cái, từ từ hỏi, nếu một người liên tục nằm mơ một cảnh tượng chưa từng trải qua, còn vô cùng chân thật, thì đó là tại sao? A-di-đà Phật, hòa thượng chắp hai tay tạo thành chữ thập, nói, sống có luân hồi người có kiếp trước kiếp sau xem ra thí chủ nằm mơ thấy chuyện ở kiếp trước rồi mơ thấy chuyện ở kiếp trước phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn